Chúng ta hằng ngày đang sống, đang hoạt động, ai cũng tự nhận là mình. Nhưng mình nhìn lại chính xác cái nào là mình thì chúng ta lúng túng ngay, không nhận ra cái nào thật là mình, thân cũng như tâm. Thế thì cái gì là mình? Mình sống, mình biết cả vũ trụ, mà chính bản thân mình lại không biết. Ví như anh chàng nọ thông hết việc hàng xóm, mà việc trong nhà anh không biết chi hết. Chúng ta nghĩ sao về anh chàng đó? Biết tất cả việc hàng xóm bên ngoài mà không biết cuộc sống thiết yếu ngay trong gia đình là mình đã mất căn bản rồi. Đúng ra tinh thần của người học Phật là tìm cầu giác ngộ, là tìm cầu sự thật. Bắt đầu tìm cầu sự thật, chúng ta khởi sự bước đi. Mỗi một bước, một phút đều là một bước đến giác ngộ, một phút tiến gần tới sự thật. Không ai nghi ngờ Phật là người giác. Học Phật là học phương pháp giác ngộ, hay đi trên con đường giác ngộ. Như vậy trên đường giác ngộ, bước một bước là giác ngộ một phần, bước hai bước là giác ngộ hai phần, càng đi càng giác ngộ. Cái đoạn này tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy, chúng ta học Phật là học đạo giác ngộ. Ngài giác ngộ của Phật như khi nãy chúng ta đã hiểu. Thì như vậy càng tu càng học thì càng giác ngộ. Năm này phải khác hơn năm rồi, và năm này cũng sẽ kém hơn năm tới. Mỗi năm chúng ta đều có những cái bước tiến, sự giác ngộ nó vượt lên, nó vươn lên, chứ nó không phải dừng ở chỗ đó. Nếu chừng nào chúng ta hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật, chừng đó chúng ta mới xong. Chứ còn tu mà trên con đường đi là 1 triệu cây số, dù chúng ta đi được 100, 200, 1000, 2000 cây cũng chưa phải là xong con đường, phải không? Mà đi tới cây số cuối cùng là 1 triệu thì mới xong. Cũng vậy, sự tu là sự giác ngộ. Mỗi năm, mỗi tháng chúng ta tu là bước từng bước trên con đường giác ngộ. Phải đi cho đến chỗ cuối cùng được sự giác ngộ viên mãn, chừng đó chúng ta mới là xong. Chứ không có hài lòng, không có tự mãn, được chút ít cho là rồi, được chút ít cho là đủ, cái đó là cái tâm tự mãn, không xứng đáng. Chúng ta phải nhớ đi cho tới cùng, đi cho đến đích. Như vậy thì càng đi thì càng tiến, mà tiến thì càng giác ngộ. Như ở trên tôi nêu lên 2 điểm gọi là con người muốn bước tới cổng nhà thiền. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết mình là gì. Quý vị biết mình là gì chưa? Đó. Bởi vì tu là đi tìm ra cái chân lý là lẽ thực, mà chân lý lẽ thực đó trọng tâm là con người. Mà con người thì ai mà không xưng ta, xưng tôi. Như vậy thì cái ta, cái tôi đó là cái gì? Quý vị có thắc mắc nữa không? Hay cứ hài lòng, cho tôi ăn, đem này kia, ăn thôi, cho tôi no rồi. Như vậy thì cái thân này được những cái điều thiếu nó đòi, cho nó đủ thì sung sướng, phải không? Rồi no rồi tới chừng 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm nào đó, cái nó ăn không được nữa, thì lúc đó là sao? Cái sửa soạn chết. Như vậy thì cái nuôi dưỡng nó để rồi chờ tới cái ngày chết, hay là nuôi dưỡng nó để rồi tới một ngày nào đó mình giải thoát khỏi nó. Nếu mình thấy nó là mình, yêu thương nó, muốn được mọi nhu cầu đúng như cái gì nó thích, đúng như cái gì nó cần, càng tốt, càng đủ thì càng vui. Như vậy thì cái vui đó có thật vui chưa? Chỉ là cái tạm bợ thôi. Như vậy mà người nào hài lòng trong cái được thụ hưởng chút ít đó
là vui, thì cái hài lòng đó thực ra là hài lòng cái vô thường, hài lòng với cái sinh diệt. Bởi hài lòng với cái thân này, hài lòng với cái sự sung túc của thân này là chúng ta hài lòng cái sinh tử, phải không? Mà hài lòng cái sinh tử thì chúng ta mất thân này rồi sao? Được tiếp tục sinh tử, phải không? Được tiếp tục vì hài lòng, tức là mình thỏa mãn, mình dừng trụ ở chỗ đó. Cho nên mất thì kiếm cái khác, mất cái khác kiếm khác. Như vậy nếu hài lòng thì chúng ta cứ liên tục đời này vô số đời, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Nếu mà ngồi lại chúng ta đếm cái sanh tử, rất tiếc là chúng ta chưa chứng được cái túc mạng minh, phải không? Nếu chứng được túc mạng minh, cái chúng ta ngồi thì đếm lại coi đã sanh tử bao nhiêu triệu lần rồi. Mà nếu nhớ lại sinh tử bao nhiêu triệu lần chắc mình tức cười lắm. Ngu gì mà ngu dữ vậy? Cứ sanh ra chết, sanh ra rồi chết, chết rồi sanh ra, cứ làm cái hoài chi vậy? Phải không? Sao? Cứ sanh ra rồi lăn quanh đến chục năm cái chết, chết rồi sanh ra đến chục năm chết, cứ làm vậy hoài, có dễ chán không? Mà ai chịu làm vậy hoài, mấy chú có nói ngu không? Mà tiếc gì chúng ta không thấy, để thấy cho đời này rồi hài lòng với nó. Chứ còn thấy như Phật thì Phật không thấy chịu nói. Phật nói đó là khổ, còn sanh là còn khổ, chứ không có phải sung sướng đâu. Vậy đó mà nhiều người sinh ra mà được chúc phước, cái rồi đẹp đẽ dễ coi, rồi trong nhà có cơm ăn, áo mặc lành lẽ, cái họ hài lòng, thấy không? Mình sanh trong gia đình sang trọng, thân mình đẹp đẽ, sang trọng đẹp đẽ được mấy chục năm. Rồi ít chục năm cái hoại, rồi thành đồ bỏ. Đồ bỏ mà đồ bỏ đó cho người ta không thèm. Có cái thầy thúi nào mà cho người ta chịu mang về để nhà không? Cho người ta không thèm. Vậy đó mà nói là hài lòng với cái đó thì thật là vô lý làm sao. Như vậy mới thấy cái đời của con người nó không có gì là quan trọng, mà người ta tự hài lòng với cái không quan trọng đó. Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh, mà cái thương của Phật là thương người nào? Thương người nghèo, người tật bệnh, phải không? Còn mấy ông vua đó Phật có thương không? Ông vua hoàng hậu gì Phật cũng thương hết trơn. Cho nên mấy ông vua Phật cũng tới Phật độ đó. Bởi vì họ là những người còn mê muội, họ càng được cái địa vị cao họ càng mê muội hơn nữa. Họ tự mãn rồi ngày kia nhắm mắt cái nghiệp dẫn họ đi, không đi chỗ nào. Nhiều khi xuống những nơi khổ mà họ không biết. Cái vui tạm bỡ đây mà cái khổ nó còn lâu dài hơn mà họ không hay. Như vậy có đáng thương không? Như vậy thì đâu phải chỉ người bằng cùng khổ, đói thiếu khổ đó mình mới thương. Hiểu vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải có một cái nhìn siêu thoát, một cái hướng đi cao thượng, rồi thương tất cả chúng sanh. Chứ không có thương người này bỏ người kia, hay là chỉ biết người nào đói thiếu chúng ta mới thương. Bởi vì cái nhìn của đạo Phật, đói thiếu mà không đủ ăn thì họ chết sớm, phải không? Còn no đầy dư giả, ăn thừa sống dai không? Cũng chết sớm, mà hai cái chết cũng như nhau thôi, phải không? Cái chết thừa, cái chết thiếu cũng là cái chết thôi, phải không? Chứ đâu có cái gì khác hơn. Không đủ no thì chết sớm, còn dư giả quá, thừa thải quá, rồi thụ hưởng nhiều quá thì cũng chết sớm. Thì hai cái cũng đưa tới cái chết thôi, không ai hơn ai hết. Chỉ có cái làm sao khỏi chết, cái đó mới là cái siêu thoát. Mà người đã có một hướng đi để thoát khỏi cái chết, nhìn lại những người ham chết đó mình thấy sao? Người ham chết đó, ham sanh chỗ này chỗ kia để được chết nữa, thì đó là mình đáng thương, phải không? Đó là cái đáng thương. Cho nên Phật thương chúng sanh là thương như vậy đó. Ai ngày cũng thương, còn mê muội là điều đáng thương. Như vậy thì chúng ta tu, dù cho ai đó hiện giờ họ hưởng được đủ thứ quyền lợi, đủ thứ sung sướng, mà chúng ta vẫn thấy thương họ thôi, chứ không có phải giận, không phải nói rằng người này sướng quá mà ai thầm thương, thương mấy người khổ kìa. Thì cái đó không phải. Vì chúng ta cứ nhìn cái sướng cái khổ trên phương diện vật chất, trên phương diện danh vọng,
Chứ chúng ta không chịu nhìn ở con mắt, còn trầm luân là còn đau khổ. Nghe, chúng sinh nào còn trầm luân là chúng sinh đó đáng thương hết nữa. Phải không? Như vậy thì cái thương đó mới là cái thương bình đẳng. Còn cái thương kia là bất bình đẳng. Cái thương kia thì bên cạnh có cái ghét. Thấy người này nghèo thiếu không đủ ăn hoặc khổ, người kia dư giả, dư thừa, ăn không hết, cái mình thấy dễ chịu không? Thương người này thấy người kia hơi bực. Họ dư quá mà, tại sao họ lại hưởng nhiều, người này tại sao lại thiếu thốn, cái mình chịu không nói, mình bực bội. Còn thương tất cả là trầm luân. Ông bây giờ ông dư đó, nhưng rồi ông cũng trầm luân. Chú kia giờ thiếu đó, nhưng cũng trầm luân. Mấy người là mấy người đáng tôi thương. Tôi thương hết rồi, tôi không có bỏ người nào. Đó, thương như vậy đó có bình đẳng không? Đó, bởi vậy lòng từ bi bình đẳng vậy đó. Cho nên quý vị nhìn kỹ lại đời Đức Phật. Có khi nào ngày tới mấy người vua chúa quan quyền, ngày khất thực được nhiều con, nhiều tiền đem đi xóm nghèo ngày chia không? Có không? Không có. Như vậy Phật thiếu từ bi hơn mình rồi. Mình giờ, ai Phật tử nào khác mình khuyên, khuyên để mình tới chỗ nào nghèo mình giúp, thì mình từ bi hơn Phật, phải không? Đó là những cái nét mà tôi phải nói cho quý vị hiểu. Bởi vì Phật nhìn tất cả đều là đang đau khổ trong cái cảnh trầm luân. Cái Ngài tha thiết chỉ dạy ai biết thức tỉnh để thoát ly trầm luân là cái mục đích của Ngài. Còn tất cả cái thiếu cái đủ đó chỉ là cái tạm bợ thôi, tạm bợ một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là cái cứu kính. Tuy nhiên Ngài dạy đệ tử, những người cư sĩ tại gia thì những điều đó đều lành. Nếu người ta khổ mình giúp đó là điều lành, tạo nghiệp lành, dạy cho họ làm. Vì người cư sĩ tại gia họ chưa có thể chỉ cho người ta con đường giải thoát sinh tử được, thì dạy họ làm điều lành. Còn người xuất gia như mình thì phải gạch một con đường giải thoát sinh tử mà chỉ dạy cho họ. Chứ mình bây giờ lại đi làm cái chuyện của mấy người cư sĩ làm, thì mình làm chuyện của họ, rồi ai làm chuyện của mình đây? Chẳng lẽ người cư sĩ đi làm chuyện của mình, phải không? Nên phải hiểu, phải thấu đáo cái việc đó. Cho nên người ta thấy tôi dường như hơi lơ là cái việc từ thiện. Tôi khuyến khích Phật tử làm, mà tôi thì ít có làm. Ít có làm chứ không phải không làm, mà rất là ít. Như vậy không phải là tôi không thương chúng sinh, nhưng mà tại vì tôi thương hơi công bằng quá, bình đẳng quá, thì tôi không có thấy những cái nhỏ, cái riêng tư, mà thương trầm luân. Thì dù cho người nghèo, thiếu, dù cho người sang cả, tới nghe Pháp thì tôi cũng giảng cho như nhau. Chứ tôi không nói bữa nay tôi giảng cho mấy người giàu, tôi giảng cho mấy người giàu nghe, mai tôi giảng cho mấy người nghèo nghe riêng. Không có giàu, nghèo, tăng tục gì, tôi bình đẳng, tôi nói hết như vậy đó. Rồi ai có khả năng làm được thì cứ làm, chứ không có dành riêng, không có riêng tư. Đó là cái mục tiêu của tôi nhóm. Bởi vậy nên chúng ta hiểu rồi thì mới thấy cái sự tu hành nó quá là thiết yếu, nó quá là cao siêu. Chúng ta phải làm sao thấy cho rõ. Như vậy thì thân là không thiệt, chúng ta phải thấy tường tận như vậy. Mà chính cái không thiệt này, hồi xưa đó, lúc tôi còn học kinh, nhất là kinh Kim Cang, tôi thấy Phật dạy thân nó là giả dối. Tôi nghe, tôi thuộc hết những cái câu đó. Cho nên bây giờ nhắc, lâu lâu nhắc lại, tôi hay nhắc cái câu Phật sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Học thuộc lòng hồi xưa là, mà học thuộc lòng như vậy. Đó, thân này là hư vọng, là giả dối. Nhưng mà tôi không xác định nó giả dối làm sao được. Nhưng mà lúc tu rồi, ngồi lại tôi mới thấy cái giả của nó hết sức là thực. Bởi vậy nên rồi tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử cũng như tăng đi. Hỏi quý vị đang ngồi đây và quý vị đang làm gì, thì người nào cũng nói đang thở. Thấy không? Tôi hay thở là làm gì? Thì tôi hỏi thở làm gì thì ít ai trả lời. Trôi thì phải biết là thở là hít không khí ngoài vô,
mà ở ngoài là không khí trời đất, hít vô đây của ai? Của trời đất mà đem vô cho mình thì đó là mượn, phải không? Mượn ở trời đất đem vô đây, đây rồi sao nữa? Rồi cái trả ra, rồi cái mượn, rồi trả, mượn trả, mượn trả, suốt từ hồi mới cha mẹ mới sanh tới giờ mượn trả đều đều, phải không? Khi nào buồn tình mượn vô rồi trả ra không thể mượn nữa thì lúc đó sao? Thì lúc đó là tử vong. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta là sống bằng mượn, bằng trả. Mà tại sao nói thiệt, phải không? Rồi mình nhìn thân này, Phật nói là tứ đại đất nước gió lửa. Bây giờ nói cái gió, mình thấy sự mượn trả hết sức là cụ thể. Mượn trả, mượn trả. Như vậy mà nhiều khi mượn trả mà mình không nhớ, cứ nó thở thôi à. Nó thở chứ còn đúng ra là mượn không khí vào rồi trả ra, mượn trả. Mà trả không mượn lại thì hết cuộc đời. Vậy thiệt được sao đó. Rồi la cái mượn tách nước, phải không? Tách nước vô, nước rồi, rồi rồi cũng trả. Rồi mượn cơm, mượn gừng, mượn ớt, mượn đồ vô đó. Rồi cũng trả. Như vậy thì mượn gió là, đó là phong. Rồi mượn nước là thủy. Mượn cơm đó là địa đó. Mượn gừng ớt rồi đó là quả. Địa thủy quả phong. Ở ngoài mượn vô, mượn vô rồi trả ra. Lúc nào cũng phải trả hết. Có cái nào mượn mà không trả không? Trả mà không mượn thì chết. Mượn mà không trả có chết không? Không thể ăn cướp của ta được, không thể ăn cướp của trời đất được. Cho nên mượn là phải trả. Mà không trả thì nó nghẹt thì nó cũng chết. Như vậy trả là chết, mà không mượn là chết. Mượn mà ăn cướp không muốn trả cũng chết luôn. Thì hai cái đó có cái gì thiệt mình đâu. Thì quý vị kiểm kỹ lại coi cái gì là mình thiệt. Thấy rõ, nhìn tường tận thì mới thấy. Chứ còn mình cứ nói Phật nói thân này giả, duyên hợp thì giả, thì cứ nói khơi khơi, nhẹ quá đi. Mình phải thấy từng phần ở nơi mình. Mà cái thấy được cái đó là nhờ tu, nhờ quán chiếu. Ngồi lại mới thấy. Thấy rồi mình mới biết cái cụ thể về con người của mình. Thì như vậy thì về thân mình thấy rõ nó là một sự vay mượn. Không có một cái gì là thiệt mình hết á. Mà từ cái vay mượn tạm thời đó mà nói là mình, là ta, thì cái đó phải là si mê không? Thì đó là si mê rồi, si mê về thân. Rồi cái chuyển qua tâm, ngồi suy nghĩ cái hay, cái dở gì đó. Cái đó là gì? Tâm tôi đó. Thấy không? Tâm tôi đang nghĩ, tâm tôi đương suy tính cái gì gì. Thì cho cái nghĩ, cái suy là tâm của mình. Mà mình định nghĩa tâm là cái gì? Mà nhất là khi mà đọc cái cuốn Nguồn Thiền, Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của Ngài Khuê Phong, là cái biết thấy thật là rõ. Chứ không nói tâm là cái suy nghĩ. Mà mình lâu nay mình cứ lấy cái suy nghĩ cho là tâm. Bởi vì cho cái suy nghĩ là tâm thì khi không suy nghĩ cái nên mình không có tâm, phải không? Còn nếu tâm là cái biết thì lúc suy nghĩ có biết, khi không suy nghĩ có biết không? Cũng có biết. Bởi vì khi mình ngồi mình nghĩ việc này, việc kia, việc nọ, thì một cái dòng tâm tư nó chuyển biến như dòng thác, luôn luôn là chuyển biến. Chuyển biến tức là cái tâm sinh diệt. Bây giờ mình dừng được cái dòng chuyển biến đó, lặng, thì tiếng động, tai nghe, hình ảnh, mắt thấy, mùi hương, mũi ngửi, thân xúc chạm, nóng, mát, biết hết. Không nghĩ mà tất cả cái đó đến mình có biết không? Biết hết. Biết đang có tiếng, biết đang không tiếng, biết có mùi thơm, biết có mùi hôi, biết có lạnh, biết có nóng. Thì như vậy là biết. Mà biết đó nó có phải là dòng sanh diệt không? Nó thầm lặng mà nó không có tướng,
dòng sanh diệt, nó không phải là một dòng sanh diệt thầm lặng mà không có tướng. Mà không có tướng thì không bị sinh diệt. Còn cái mình suy nghĩ thì theo cái bóng. Thí dụ quý vị nhớ, nghĩ về con chó thì có bóng con chó, nghĩ về con người có bóng con người, nghĩ về cái cây có bóng cái cây. Thì cái nghĩ đó là duyên theo cái bóng của sáu trần mà có nghĩ. Cái nghĩ duyên theo bóng sáu trần, sáu trần là bóng mà duyên theo nó cũng là cái bóng luôn đó. Như vậy thì mình lấy bóng làm mình, làm tâm mình. Còn cái biết chân thật hằng hữu thì lại quên, quên bẵng cái đó. Như vậy thì lấy cái bóng làm tâm mình có phải là mê không? Như vậy thì mê chấp thân, mê chấp tâm rồi tiếp tục sinh tử, không bao giờ dừng. Chấp thân sinh diệt là mình, cho nên phải đi sinh tử. Chấp cái tâm sinh diệt là mình, cho nên rồi cũng phải tạo nghiệp sinh tử. Vậy như vậy thì thân sinh tử, nghiệp sinh tử liên tục tạo, thì mãi mãi trầm luân sinh tử, không làm sao thoát được. Bây giờ chúng ta biết rõ cái đó là cái tướng sinh diệt, là cái nhân sinh tử, chúng ta dừng nó lại để sống với cái tâm hằng sáng yên tĩnh trong sạch này, thì cái đó mới là cái bỏ cái giả mà sống về với cái thật, thật của mình. Bởi vậy tôi hết sức là tâm đắc khi mà học Kinh Lăng Nghiêm. Cái chỗ mà thất xứ trung tâm của Phật, tới cái chót, Phật hỏi ngã nan, người lấy cái gì làm tâm? Thì ngài A Nan ngài nói, con lấy cái suy nghĩ làm tâm. Nguyên chữ Hán là năng suy vi tâm. Cái hay suy nghĩ đó là tâm của con. Phật quở, cái đó phải tâm ông. Thì ngài A Nan giật mình á, như vậy con không tâm sao? Như vậy không tâm thì con như cây cỏ rồi. Đó. Thì từ từ Đức Phật ngài mới giải thích. Là cái giải thích nhiều tôi không cần kể hết, mà tôi thấy cái cụ thể nhất là Diễn Nhã Đạt Đa soi gương. Đó. Cái cụ thể nhất Phật nói, Diễn Nhã Đạt Đa buổi sáng đứng soi gương, thấy cái đầu cái mặt trong gương rõ ràng. Khi úp cái gương xuống, cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Khi ôm đầu chạy là mất đầu, lúc đó thiên hạ nói y sao? Ôm đầu chạy là mất đầu, không phải điên là gì, phải không? Đó. Thì từ cái đó tôi mới thấy quá là cụ thể. Bóng, đầu mặt trong gương là bóng. Mà nhận bóng là mình, thì cái đầu thật mình lại quên. Ôm cái thật chạy la mình mất, phải không? Mất bóng chứ đâu phải mất đầu, mà rồi ôm đầu chạy la mất đầu thì đó là điên. Như vậy thì bây giờ chúng ta điên không? Có phải điên không? Lúc nào mà quên suy nghĩ, tôi không có gì hết, lúc này tôi đã mất rồi, phải không? Không suy nghĩ mà biết mình không suy nghĩ thì làm sao mà không biết? Thì như vậy mình hiện hữu mà lại nói không có mình. Như vậy thì giống hệt như Diễn Nhã Đạt Đa úp cái gương xuống, không thấy được cái bóng nữa, la mình mất đầu, phải không? Mà khi đó ôm đầu chạy la mất đầu. Cũng như mình bây giờ thì nói theo các vị thiền sư thì gọi là cõng mình chạy đi là mất mình đó. Đó là mình rõ ràng vậy đó mà chạy đi la mất mình. Như vậy thì cái đáng thương nhất là lầm lẫn chấp cái giả là mình, chấp cái thân giả là mình, chấp cái tâm giả là mình. Mà hai cái giả đó còn chấp là mình thì tới cổng nhà thiền được chưa? Hay là nói theo từ của tôi là đến cổng thiền đường được chưa? Chưa được rồi, phải không? Vì hai cái giả mà tưởng là thật thì như vậy không bao giờ thấy được cái thật. Mà chừng nào cái giả biết là giả, hai cái đó mà biết rõ ràng nó là giả, thì đó là đã bước chân tới cổng nhà thiền.
đó là một cái điều kiện. Ở đây tôi nói điều kiện thứ nhất là phải biết cái sự tu giác ngộ của Đức Phật, cái nhân nào và cái quả nào cân xứng đúng như cái sở nguyện của Đức Phật, chúng ta phải nắm cho vững. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải biết nơi mình cái gì là thật, cái gì là giả. Thân và tâm, hai cái đó, cái nào là mình phải nhận cho ra, nhận chân được cái đó. Đó là chúng ta được hai điều kiện để đi và đến cổng nhà thiền. Nhưng mà chưa bước vô nghe, mới tới cổng thôi đó. Mà quý vị thấy tới cổng đó ra dễ chưa? Có nhiều người bước vô rồi mà chưa thấy được ngoài cổng đó, chưa thấy rõ được cổng. Như vậy thì cái điều kiện của người tu là phải đi từng bước, mỗi bước đúng cái ý nghĩa của nó. Chứ chúng ta không nên tu một cách tưởng tượng, mà phải có một cái đường cụ thể, cái hướng rõ ràng. Như vậy thì mới xứng đáng là cái tu. Xong hiện nay thử hỏi tất cả chúng ta, hoặc xuất gia hoặc tại gia, có ai đã thấy mình giác ngộ chưa? Nếu học Phật mà không giác ngộ thì thiếu sót quá nhiều. Thế nên chúng ta phải xác định lại một cách rõ ràng, học Phật là học đạo giác ngộ. Muốn học đạo giác ngộ, chúng ta cần phải ngày này tháng nọ năm kia, giờ nào cũng tiến trên con đường giác ngộ. Được như thế, sự học của chúng ta mới khỏi trái với lời Phật dạy. Ví dụ như thấy một ngọn đuốc sáng thắp trong đêm đen, muốn mồi ngọn đuốc sáng đó, chúng ta phải có những yếu tố nào? Ít ra chúng ta phải có những loại có chất dầu hoặc những thứ bổi khô mới mồi được ngọn đuốc kia. Không thể chúng ta đem nước lã hoặc cỏ ướt tới mồi được. Cũng như vậy, muốn tiến trên con đường giác ngộ, điều kiện tiên quyết là phải mở mang trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ mới phù hợp với đạo giác ngộ. Nếu đến với đạo Phật không bằng trí tuệ mà bằng niềm tin thì đó không phải là yếu tố chính của giác ngộ. Muốn đến bằng trí tuệ, chúng ta phải gạt bỏ mọi tư kiến và chỉ nghe với tinh thần tìm sự thật. Nếu nghe giảng bằng những tư kiến và điều gì mình cũng sai về ý kiến riêng của mình thì không phải là người học đạo giác ngộ nữa. Chúng ta phải thực tình tìm lẽ thật và nhận ra lẽ thật mới là đi trên con đường giác ngộ. Thời bữa nay tới đây để cho quý vị thấy cái đoạn này tôi không có giảng, mà có giảng không, mà chỉ nói rõ thêm những cái chỗ mà tôi chưa có được, chưa có đủ điều kiện nói. Bữa nay nói thêm cho quý vị thấy rõ. Hôm nay chỉ còn giảng một lần nữa là bữa nào, chiều bữa sáng 14 là cái buổi giảng cuối năm. Rồi hôm 9 thì mắc lo rước ông bà đâu có rảnh đi nghe giảng. Cho nên giảng bữa 14 là cuối năm. Vậy thì quý vị thì còn một buổi nữa thì xong cái năm này, chuẩn bị qua năm tới. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giảng tiếp cái bài Vào Cổng Nhà Thiền, trang 240 đó. Tất cả chúng ta không ai chấp nhận mình là ngu si, ngược lại ai cũng tự thấy mình là thông minh. Nhưng chúng ta có thật thông minh chăng? Câu hỏi được đặt ra, xin mỗi người thử trả lời. Nếu chúng ta thật thông minh, tức phải chuộng và phải sống với lẽ thật. Ví dụ cái thân xương thịt của chúng ta, nếu
lâu ngày không được tắm rửa sẽ dơ bẩn hôi hám, ai ngồi gần sẽ ngửi mùi khó chịu. Nếu nói lên sự thật 100% này thì chúng ta mất vui và cảm thấy bất an trong lòng. Bất an vì chúng ta sợ sự thật, che giấu sự thật, nghĩa là tự gạt mình và cũng là gạt người. Như vậy chúng ta không cần chân lý, tức là không sống với trí tuệ. Trí tuệ là thấy lẽ thật, chuộng lẽ thật và chấp nhận lẽ thật. Thế nên nhiều người phê bình đạo Phật là bi quan, vì Đức Phật luôn luôn mạt sát thân này là vô thường, ô uế, bất tịnh, giả dối, đau khổ. Ai nghe qua những lời này cũng chán ngán. Như vậy đạo Phật không phải bi quan, chán đời là gì? Nhưng chúng ta xét kỹ lại, Đức Phật đã chỉ bài sự thật về thân người, hay Ngài đã mạt sát thân ấy một cách vô lý? Nếu thân là sạch thì các chất được loại ra từ các khiếu huyệt phải là sạch, nhưng những chất ấy hết sức nhơ nhớp. Nếu thân này là thường thì sẽ còn mãi không biến hoại, nhưng sự thật nó luôn luôn thay đổi từng phút từng giây. Vì thân này là vô thường, luôn luôn thay đổi, nên Phật gọi nó là sanh, già, bệnh, chết, nên là đau khổ. Vậy đoạn này tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy rõ, chúng ta sống bằng cái ảo tưởng hơn là sự thật. Chúng ta cứ ảo tưởng mình là đẹp, mình là quý, mình là thơm tho vân vân, nhưng đó chỉ là cái ảo tưởng thôi, sự thật không phải như vậy. Mà đạo Phật lúc nào cũng muốn chúng ta thấy bằng sự thật nơi con người, số phận con người như thế nào, thấy đúng như thật. Mà khi chúng ta đúng, thấy đúng như thật rồi thì không có lầm chấp cái con người này là quan trọng, con người này là quý báu, để cho cái bản ngã mình nó không có tan và cũng không có đặt nặng cái thụ hưởng của thân này. Như vậy thì chúng ta mới mở lòng thương, thương tất cả. Còn nếu chúng ta thấy mình là quý, là sang trọng, là tốt đẹp vân vân thì bản ngã tăng. Mà từ bản ngã tăng, chúng ta lại thêm cái cố chấp muốn cho bản ngã càng tốt, càng đẹp, càng được người ta quý kính. Cho nên rồi sanh những cái bệnh, những cái tật rất là không hay. Do đó mà đạo Phật chỉ thẳng cho chúng ta biết cái cốt lõi của con người là như vậy, đừng có lầm. Mà chúng ta thấy đúng bản chất con người rồi thì chúng ta tự hổ thẹn. Mà tự hổ thẹn rồi chúng ta lại thương cho những người họ lầm mê không biết, mà họ sanh ra những cái cố chấp sai lầm đó, chúng ta đáng thương. Vì vậy mà cái lẽ thật là điều thiết yếu cho cuộc sống. Mà chúng ta thấy con người là tạm bợ, là rất là nhớp nhúa, rất là chán chê, thì đối với cái cuộc sống này, sự còn, sự mất nó không phải là quan trọng. Thì chúng ta không còn có cái mê lầm nghĩ tưởng mình sống lâu, nghĩ tưởng mình hạnh phúc, nghĩ tưởng mình sang cả vân vân. Những cái nghĩ tưởng đó không còn nữa, đó là một cái lẽ thực mà chúng ta phải thấy. Từ đầu đến đây tôi chưa đề cập đến thiền một tí nào, nhưng thiền chủ yếu là giác ngộ. Không giác ngộ không phải là thiền. Vì vậy nói điều lầm lẫn của chúng ta rồi là thấy thiền nằm ngay trong đó. Thiền không phải cái gì màu nhiệm ở phương trời xa lạ, mà chính là những lẽ thật của con người đó. Thì quý vị thấy, người ta cứ ngỡ tu thiền là tìm kiếm cái gì nó huyền bí, cái gì nó siêu thoát, nhưng mà cái đó là một cái lầm lẫn. Vì vậy mà có một số người lầm tưởng thiền là cái gì nó lạ lùng lắm. Cho nên có một số người dạy tu thiền bằng những cách
hoặc là mình bay đi, hoặc là mình có những cái gì đó kỳ đặc để cho người ta thích, người ta ưa. Nhưng mà sự thực cái thiền Phật giáo không phải vậy. Khi tâm mình yên, trí mình sáng thì mình thấy được sự thật. Mà muốn tâm được yên thì phải thiền định, muốn trí được sáng thì phát trí tuệ. Từ thiền định mà phát ra trí tuệ, mà thấy phát trí tuệ thì chúng ta thấy được lẽ thật nơi mình và tất cả các chung quanh. Trở lại thân của chúng ta, hầu hết mọi người dù học đạo lâu hay học hay mới học đều nói thân này là thật, nhưng Phật nói thân này là giả. Làm sao chúng ta biết nó là giả? Phàm cái gì có hình thể cố định, không do vay mượn tạm bợ, không do sự hỗ trợ bên ngoài mà tự có riêng mới là thật. Nếu thân chúng ta là thật thì nó phải không vay mượn. Nhưng hiện giờ chúng ta đang thở, nghĩa là mũi chúng ta đang hít không khí của trời đất vào rồi trả không khí ấy ra. Không khí từ trong người trả ra là của tôi chăng? Chúng ta đâu làm ra cái không khí đó, rõ là vay mượn. Làm sao chúng ta chấp nhận nó là của tôi? Kế đó, từ sáng đến trưa chúng ta phải uống bao nhiêu tách nước, mượn nước ở ngoài vào rồi trưa chiều trả ra. Làm sao chúng ta nói nước ấy là của tôi? Đến các thức ăn để bồi bổ cơ thể này, chúng ta mượn ngày hôm nay, ngày mai phải trả ra, lại nói là của tôi. Như vậy chúng ta hoàn toàn vay mượn đất, nước, gió, lửa bên ngoài, khi trả ra lại bảo chúng là của tôi. Có phải ngang bướng hay không? Không phải của mình mà gọi là của mình, chẳng si mê là gì? Đó là nói về vật chất. Như vậy mà chẳng những mình nhận là mình mà người khác cũng nhận là của mình nữa, phải không? Thí dụ mình ngồi chơi ở bên cạnh người nào đó, mình mệt, mình thở khì khịch, rồi hơi thở mình ra, giả sử nó có hôi hám gì đó, thì người ta nói sao? Cái hơi anh đó hôi quá, phải không? Cái hơi thở anh đó hôi, phải cái hơi thở của anh đó không? Chẳng qua ảnh mượn rồi ảnh trả, nhưng mà người ta xác nhận như vậy, rồi mình cũng xác nhận như vậy. Thì như vậy, mình lầm, người lầm, tất cả chúng sanh đều lầm. Của mượn mà nói là của mình đó. Như vậy thì cái lầm đó là cái bướng bỉnh, cái ngu si, phải không? Mà ở đời có mấy người không có cái bướng bỉnh ngu si đó, cứ ngỡ cái gì trong người của mình là mình, chứ không ngờ mới mượn hít vô chưa tới 1-2 phút trả ra cũng là của mình, phải không? Rồi ăn rồi uống trả ra cũng của mình hết đó. Như vậy mới thấy rằng đó là cái lầm về các phần vật chất chúng ta vay mượn. Quý vị thử xét lại, hiện giờ chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang làm gì? Hạnh phúc chúng ta là cái gì? Phải chăng là vay mượn? Những thức ăn uống ngon bổ rồi trả chúng ra dễ dàng, hạnh phúc bằng cách mượn trả, trả mượn suốt đời hay sao? Giá trị con người có chừng đó hay sao? Chúng ta chỉ lo ăn uống đầy đủ, nhà cửa tiện nghi, đó là hạnh phúc hay sao? Như vậy hạnh phúc có nghĩa là sự mượn vào dễ dàng và sự trả ra an ổn chăng? Chúng ta sống để làm việc mượn trả suốt ngày và suốt cuộc đời, chẳng là công việc giá tràng vô ích hay sao? Lại nữa, khi mượn vào không an ổn, trả ra bị tắc nghẽn thì gọi là đau khổ. Khi mượn vào tốt đẹp, trả ra dễ dàng thì gọi là hạnh phúc. Đó là tôi đặt câu hỏi hạnh phúc của con người. Hạnh phúc của con người là gì? Chúng ta ngày nay cứ ngỡ được ăn ngon, phải không? Được các cái thứ vật dụng tốt, được tất cả những cái gì chung quanh mình đều là tốt hết, thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà giả sử được một bữa ăn ngon mà ăn vô rồi trả ra không được thì hạnh phúc không? Hạnh phúc không?
Thì cái mà mình tưởng hạnh phúc đó mà nó trục trặc cái thành bất hạnh liền, phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc và cái bất hạnh từ cái gì mà ra? Mình làm cho cái vai mượn tốt là hạnh phúc, trả ra yên ổn là hạnh phúc. Mà nếu cái vai mượn xấu, trả ra trục trặc thì bất hạnh. Như vậy hạnh phúc và bất hạnh nó nằm kế cạnh, nằm trong cái sự vai mượn tạm bợ, chứ nó không có cái hạnh phúc chân thật nào hết. Có phải vậy không? Nếu mình tới nhà ai thấy một bữa cơm họ dọn, tất cả những thức ăn đều là sang trọng, đều là ngon lành, rồi họ ngồi ăn vui vẻ, thì nói nhà đó hạnh phúc không? Nó hạnh phúc rồi, phải không? Nhưng mà mới ăn vui vẻ đó, bất thần ăn xong cái có người đau bụng, có người có những cái chứng gì đó nó xảy ra, thì còn hạnh phúc không? Thì bất hạnh rồi. Thì như vậy hạnh phúc và bất hạnh nằm bên cạnh cái vai mượn, chứ nó không có cái thiệt. Xét kỹ có phải vậy không? Mà nếu cuộc đời mình cứ mượn vô tốt, trả ra êm xuôi, mượn trả muộn trả hết một đời, rồi sao? Thì như vậy gọi là đời đó hạnh phúc không? Thì nếu có thể nói là đời người đó mượn trả được êm xuôi thôi, phải không? Chứ có cái gì hay, có gì cao cả đâu gọi là hạnh phúc. Vậy mà người ta đánh giá hạnh phúc ở chỗ đó đó. Nếu hạnh phúc như vậy nó rất là tầm thường, hết sức là tầm thường. Cho nên chúng ta phải đặt lại câu hỏi cuộc sống của mình nó là thế nào, sống để mà làm gì. Người ta nói sống để ăn ngủ này kia, mà như vậy ăn ngủ rồi đó là cái tạm mượn rồi trả, chứ có gì thật gọi là hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta cứ làm chuyện đó ngày này sang ngày nọ sang ngày kia, rồi tới ngã đùng ra chết. Cuộc đời như vậy là hạnh phúc, có thiệt chưa? Cái gì là hạnh phúc? Đó. Bây giờ giả sử có những cái máy xe, máy tàu hoặc là máy xay, xe lúa rồi chẳng hạn, nó cứ đổ xăng vô đủ, rồi nước rồi coi xăng sóc đàng hoàng, chạy đều 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 ít chục năm kinh hư, cái máy đó hạnh phúc lắm à. Thấy không? Chạy vô đổ đủ những cái nhu cầu cho nó, rồi nó chạy ra làm công tác đó đều đặn rồi 20-30 năm kinh hư, hạnh phúc không? Cái máy đó mình xác có hạnh phúc không? Thì nếu cơ thể này cứ làm chuyện đó thì rốt cuộc mình nó hạnh phúc là hạnh phúc chỗ nào? Như vậy thì mới thấy chúng ta tưởng tượng hạnh phúc chứ nó không có thực sự cái hạnh phúc, chẳng qua là một sự vai trả đều đặn suôn sẻ thôi. Nhưng mà chắc gì nó đều đặn suôn sẻ, nó sẽ có những cái lúc trục trặc. Thì như vậy cái mà gọi là hạnh phúc thực sự cũng không có, huống nữa là nó còn trục trặc thì thêm cái đau khổ gấp bao nhiêu lần. Thì như vậy nói thẳng đi, cuộc sống của chúng ta nó rất là tầm thường. Nếu chúng ta cứ nuôi thân này cho mập béo, cho phủ phê, cái gì cũng đầy đủ hết, rồi tới ngày cái nó cũng bại hoại, thì đó là hạnh phúc không? Có thể đánh giá người đó cả cuộc đời rất là hạnh phúc. Hạnh phúc chưa? Thế là một cuộc đời chỉ ăn ngủ rồi thôi, có gì đâu gọi là hạnh phúc. Những cái mà được trong cuộc sống này chỉ là cái tạm bợ thôi. Đó, quý vị xét thật kỹ, chúng ta được người ta tán thán, địa vị này chức thứ kia, đó là danh vọng. Chúng ta được thiên hạ tán thán, được nhà cao cửa rộng, ăn ở sung sướng. Chúng ta được tán thán thân thể đẹp đẽ vân vân. Nhưng những cái tán thán đó, cái mà chúng ta được đó có ít chục năm rồi bại hoại, chứ nó không còn. Mà cái gì được rồi mất không phải là hạnh phúc, phải không? Bây giờ tôi muốn đánh giá lại hạnh phúc là cái gì.